hôm nay. Vâng, bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gác lại câu chuyện của mình, gác lại đôi đũa của mình để tập trung ánh nhìn của mình về phía cổng hoa và hân hoan chào đón lên sân khấu cặp đôi trai tài gái sắc. Ngay bây giờ xin mời lên sân khấu cô dâu Thùy Linh và chú rể Văn Quân sẽ cùng tay trong tay trở lên sân khấu ngày hôm nay. Xin trân trọng.
độ hiện diện của hai bên gia đình cũng như nhân vật chính chúng ta, cô dâu Thùy Linh và chú rể Văn Quân. Và quý vị đang cùng quan sát về phía trung tâm sân khấu ngày hôm nay, mọi thứ vô cùng sẵn sàng rồi, chỉ còn thiếu những tràng vỗ tay. Quý vị, là chương trình xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng nổ một tràng vỗ tay thật lớn lên đi nào. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bằng kính tôi toàn thể quý vị. Và trước khi chương trình vô tư của đồng bào trẻ được chính thức bắt đầu diễn ra trong buổi trưa ngày hôm nay, và để làm quen với hai bên gia đình cũng như nhân vật chính chúng ta, ban tổ chức sẽ cùng giới thiệu sơ qua hai bên gia đình. Trước tiên, ban tổ chức xin kính trọng giới thiệu về phía bên gia đình nhà gái trước ạ. Đứng về phía tay trái của cô dâu Thùy Linh là bố mẹ thân sinh của cô dâu, bố là Tòng Văn Ngọc, mẹ là Nguyễn Thị Doan, là thân sinh phụng máu của cô dâu Thùy Linh. Và đứng về phía tay phải của chú rể Văn Quân là mẹ là Nguyễn Thị Huế và bác là đại diện của bên gia đình nhà trai, đã cùng trở lên sân khấu ra mắt cùng mà đôi bạn trẻ cũng như đại diện của bên gia đình nhà trai ngày hôm nay, đã cùng tạo một điều kiện tốt nhất cùng trở lại duyên hôn nhà gái ra mắt cùng với hai bên gia đình. Và kính thưa bạn đấy quý vị, mà đứng ở giữa trung tâm sân khấu ngày hôm nay là cặp đôi trai tài gái sắc, cô dâu Thùy Linh và chú rể Văn Quân. Và bây giờ xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng cúi chào toàn thể đại duyên hôn. Xin trân trọng kính mời. Bạn trẻ cũng đã chính thức đến rồi, với sự có mặt đông đủ của toàn thể quý vị ngày hôm nay, cho phép tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ vui của đôi bạn trẻ cô dâu Thùy Linh, sánh với chú rể Văn Quân, xin chính thức được bắt đầu.
quý vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa cô dì, chú bác, anh chị em nam nữ thanh niên của hai bên gia đình cũng như của hai cháu. Tôi là chú ruột của cháu Quân, rất vinh dự được đại diện cho gia đình họ nhà trai có đôi lời phát biểu để xin dâu. Lời đầu tiên, thay mặt cho gia đình họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của họ nhà gái đã dành cho họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa toàn thể hội hôn, hai cháu Quân và Linh đã trải qua một thời gian dài làm bạn, tìm hiểu và yêu nhau. Được sự cho phép của hai bên gia đình và được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình, hai họ tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Tới với gia đình họ nhà gái ngày hôm nay, họ nhà trai có sự hiện diện đông đủ của bà trẻ cháu Quân, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, và đặc biệt là có sự hiện diện của mẹ thân sinh ra cháu Quân. Họ nhà trai chúng tôi cũng sửa lễ cơ trầu cũng như sính lễ, trước hết là để báo cáo với các cụ, các ông, các bà, sau là để kính dâng lên các cụ gia tiên tiền tổ để phục hộ độ trì cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin báo cáo với các quý vị, thời gian đường xá xa xôi, buổi lễ thành hôn và buổi lễ vu quy của hai bên gia đình không thể tổ chức cùng một ngày được. Cái ngày hôm nay là ngày đón dâu, là ngày để hợp với giờ, với tuổi của các cháu. Còn ngày tổ chức lễ thành hôn chính thức của hai cháu sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4, tức là chủ nhật tuần sau. Thay mặt cho gia đình họ nhà trai, tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể gia đình họ nhà gái bớt chút công việc, thời gian để ngày 19 trở về với gia đình họ nhà trai ăn trầu, uống nước, hút thuốc và mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Cuối cùng, tôi không biết nói gì hơn hết, xin chân thành cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của gia đình họ nhà gái và xin chúc toàn thể hội hôn thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý. Chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc và chúc cho tình thông gia được mãi mãi bền lâu. Xin chân thành cảm ơn.